Tiến chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin FNC Việt Nam tối ngày 8 tháng 4. Kính thưa quý vị, với tốc độ tăng trưởng tên miền.vn lên đến 170% một năm, thuộc top đầu tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đang chứng kiến sự cải thiện khá rõ rệt của các doanh nghiệp trong vấn đề đăng ký tên miền nhằm khẳng định sự tồn tại của mình trên thế giới Internet. Tuy nhiên, kéo theo đó là các vụ việc tranh chấp về tên miền liên tiếp diễn ra mà hầu hết chưa đến hồi kết thúc. Liệu tình hình tranh chấp tên miền thời gian sẽ kéo giảm và doanh nghiệp nên chủ động phòng tránh như thế nào? FNC đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Hoàng Minh Cường, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC về vấn đề này. Xin mời quý vị theo dõi. Thưa ông, xin ông cho biết là đối với việc đăng ký tên miền tiếng Việt đó, thì nó có tầm quan trọng như thế nào đối với bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp cũng như là phát triển cái thương mại điện tử đối với doanh nghiệp Việt Nam mình ạ? Tên miền tiếng Việt nói chung cũng như là cái tên miền nói riêng thì đều có cái giá trị tương đương nhau trên Internet, dù ở bất kỳ một cái đuôi tên miền nào. Thế như vậy thì cái việc mà đảm bảo cái quảng bá cái thương hiệu trên Internet nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc mà cái chủ thể đăng ký được thành công cái tên miền như cái dự kiến của mình cho cái kế hoạch sản xuất kinh doanh hoặc là quảng bá của mình hay không. Đấy, như vậy thì cái việc mà đăng ký được một tên miền có yếu tố quyết định cho cái sự thành bại trong cái kinh doanh trên mạng của mỗi một doanh nghiệp. Đấy. Thì ở Việt Nam thì hiện chúng ta đang có cả hai cái loại đuôi tên miền. Một là tên miền không có dấu và hai là tên miền tiếng Việt có dấu. Về cái giá trị sử dụng thì hoàn toàn là tương đương nhau. Và trong đó thì đặc biệt là cái tên miền .vn của Việt Nam được pháp luật bảo vệ và được hỗ trợ bởi các biện pháp kỹ thuật của hệ thống mạng trung tâm Internet Việt Nam cũng như là cái sự hỗ trợ duy trì của các nhà đăng ký tên miền. Và đây là một trong những cái điều kiện thuận lợi để cho doanh nghiệp chúng ta có thể có cái sở cứ và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh trên mạng của mình. Đối với tình hình hiện tại thì theo ghi nhận của Trung tâm Internet Việt Nam thì tình hình tranh chấp tên miền tại Việt Nam đang có những diễn biến như thế nào? Khi mà cái số lượng tên miền đăng ký tăng lên thì ở bất kỳ một quốc gia nào ấy, thì cái việc mà tranh chấp về tên miền là cái việc tất yếu sẽ xảy ra. Và lượng tên miền đăng ký càng nhiều thì cái số lượng các vụ việc về tranh chấp về tên miền sẽ ngày một nhiều hơn. Đây là một cái thông lệ chung cũng như là cái quy luật phát triển chung của tên miền trên toàn cầu. Thế thì với cái số lượng hiện tại là trên 250.000 tên miền Việt Nam đã đăng ký và trên 800.000 tên miền tiếng Việt có dấu đã đăng ký. Thì các cái vụ việc tranh chấp về tên miền chắc chắn sẽ xảy ra ngày một nhiều. Và đây là một trong những cái cảnh báo đối với các doanh nghiệp. Và nếu như chúng ta đã có cái dự kiến về sử dụng Internet là cái phương tiện để quảng bá, rồi phát triển, thúc đẩy các cái dịch vụ, các cái hình ảnh của mình trên mạng Internet thì hãy nhanh chóng đăng ký tên miền phù hợp để tránh các cái tranh chấp khiếu nại không đáng có về sau này. Thưa ông, như cũng đã nói thì việc đăng ký và bảo vệ tên miền, cái vấn đề quan trọng nhất là ý thức của chính bản thân doanh nghiệp là hàng đầu. Vậy thì doanh nghiệp, cụ thể là doanh nghiệp phải làm việc gì để đăng trong việc bảo vệ tên miền của mình? Không có cái cách bảo vệ nào tốt hơn bằng cái cách là tự bảo vệ. Có nghĩa là khi mà các doanh nghiệp có một cái ý tưởng về quảng bá cái sản phẩm dịch vụ của mình trên mạng Internet hoặc là tên của mình trên Internet thì ngay khi hình thành ý tưởng thì hãy lưu ý đến cái việc đăng ký trước cái tên miền. Đấy, hoặc là trước khi mà đăng ký thành lập doanh nghiệp thì hãy đăng ký cái tên miền theo cái tên doanh nghiệp của mình để đảm bảo rằng cái tên miền đó đã được tồn tại ở trên mạng Internet trước khi mà chúng ta triển khai xúc tiến các hoạt động kinh doanh quảng bá ở ngoài đời thực. Và cái kinh nghiệm đã cho thấy rằng nhiều trường hợp sau khi mà thành lập xong văn phòng, thành lập xong doanh nghiệp thì khi quay trở lại đăng ký tên miền thì trong cái thời gian đó tên miền đã đăng ký trùng bởi một đơn vị khác và dẫn đến cái việc đặt tên của chúng ta phải có cái điều chỉnh. Đây là những khó khăn, không phải là doanh nghiệp nào cũng có thể điều chỉnh được. Xin cảm ơn ông ạ. Kính thưa quý vị, nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư giữa thành phố Hà Nội và tỉnh An Giang, tuần qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa hai địa phương này. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế xã hội giữa Hà Nội và An Giang là bước cụ thể hóa chương trình xúc tiến thương mại giữa hai địa phương đã được thỏa thuận từ trước, đồng thời nhằm thực hiện đề án tiếp cận và xâm nhập thị trường phân phối hàng hóa, đặc sản An Giang ra các tỉnh phía Bắc của tỉnh này. Phát biểu trong khuôn khổ chương trình, ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký kết các hợp tác giữa hai địa phương và mong muốn có thêm nhiều thỏa thuận liên kết với các địa phương khác trong cả nước. Bên cạnh thỏa thuận hợp tác giữa các sở ngành,
hai địa phương còn có chương trình ký kết giữa hai doanh nghiệp lớn là Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Habro và Tập đoàn Sao Mai An Giang. Đại diện Tập đoàn Habro cho biết rất quan tâm đến sản phẩm dầu cá của Tập đoàn Sao Mai An Giang với hai loại là dầu lỏng và dầu đặc được tinh luyện từ mỡ cá tra. Trước đó, vào cuối tháng 2 năm 2011, Tập đoàn Sao Mai đã cùng Tập đoàn Desmet Palestra, Vương quốc Bỉ khởi công xây dựng nhà máy tinh luyện dầu cá, thực phẩm chức năng đầu tiên của Việt Nam với tổng số vốn đầu tư là 15 triệu đô la Mỹ và sẽ đưa vào vận hành vào quý 2 năm nay. Nhà máy có công suất ban đầu là 100 tấn một ngày và sau 3 năm sẽ nâng lên 200 tấn một ngày, tương đương 62.400 tấn một năm. Kính thưa quý vị, theo quyết định điều chỉnh kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long của chính phủ, thì từ nay đến năm 2015 chỉ tập trung xây dựng những dự án quan trọng. Các dự án còn lại sẽ bị đình hoãn đến sau năm 2015. Quyết định này được ban hành nhằm điều chỉnh xây dựng hạ tầng giao thông khu vực phía Nam cho phù hợp với nguồn lực và vốn đầu tư. Các dự án sẽ được ưu tiên vốn để xây dựng phải là những dự án trọng điểm có tính liên kết vùng như cầu Dịch Cao Lãnh, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Cần Thơ Phụng Hiệp, xây dựng tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ. Đối với đường biển, tiếp tục đầu tư dự án xây dựng cảng biển có thể tiếp nhận các tàu có trọng tải 30.000 đến 50.000 TWT cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đối với đường hàng không sẽ nâng cấp một số hạng mục của cảng hàng không Rạch Giá - Cà Mau. Theo chính phủ, trong thời điểm nền kinh tế còn nhiều khó khăn, quá nhiều dự án cùng triển khai một lúc sẽ gây khó khăn cho việc huy động vốn cũng như tập trung nguồn nhân lực để hoàn thành. Cho đến năm 2015, chỉ ưu tiên những dự án trọng điểm tại khu vực phía Nam để cơ bản hoàn thành những con đường huyết mạch nhằm phục vụ cho việc lưu thông và giao thương. Kính thưa quý vị, và trong phần cuối của bản tin trong nước thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin chính sau đây. Lần đầu tiên, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các hãng hàng không chấn chỉnh các phục vụ trên máy bay. Sau hơn 3 tháng áp dụng, thì Quỹ Bảo trì Đường bộ đã thu được hơn 1.000 tỷ đồng.